Nhà đang cần moderator, không có nhiều tiền thì mua ngay Tô Tố Linh anh em ạ. Tô Tố Linh A720R anh em ạ. Trong hộp này sẽ có một chiếc router cute full mic que, muốn hay muốn. Và một cặp LAN anh em nhá. Em Tô Tố Linh này thì nhìn rất là cute full mic que luôn anh em ạ. Nhìn trông nhỏ ông này. Đấy, to thì nói là hơn bàn tay mình một tí. Em này thì sẽ là một thiết kế phun nhựa, không đâu là kim loại hết và là màu đen anh em nhá. Nhựa này thì nhìn trông nhám nhưng mà khá là mượt anh em ạ. Bên trước thì không có led, bên dưới thì cũng không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng đằng sau chúng ta sẽ có tổng cộng là 1 2 3 4 chân. 4 chân dầu rất là hợp lý. Và bên đây chúng ta sẽ có đầu DC in, một đầu WAN, hai đầu LAN và một nút reset cộng với cả WPS nữa anh em ạ. Em Tô Tố Linh này thì có một mức cơ bản thôi, anh em có thể sử dụng cho các tác vụ hàng ngày, sử dụng cho những căn nhà nào mà chưa có wifi và nó sẽ có khá nhiều tính năng hay ho nhá. Có thể sử dụng cái này làm repeater để truyền sóng này từ sang bên kia, có thể quản trị bằng bố mẹ, quản trị bố mẹ luôn, tức là anh em có thể cấm cả con cái của mình vào bất kỳ trang web nào nếu mà muốn. Và chúng ta sẽ có thể cắm IPTV vào đây nữa để khiến cho TV chúng ta mượt mà hơn, đồng thời sẽ vẫn còn có app để chỉnh Tô Linh này rất là đơn giản và dễ dàng, khá giống TP-Link em ạ. Anh em cần router thì mua ngay vào được nhá.